Dạ vâng, Nông Cường Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên cho các bác một lô tiếp các bác nhá. Đó, thường thường thì kênh của hàng chúng em thì cứ khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì cửa hàng chúng em lại soạn cũng như là lên cho các bác một lô các bác nhá. Đấy, nên là các bác hãy bấm đăng ký kênh của hàng chúng em, theo dõi kênh để cửa hàng chúng em mỗi lần lên lô thì sẽ có được thông báo để cho các bác xem video của cửa hàng chúng em các bác nhé. Đó, các bác hãy bấm cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng chúng em. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một lô đánh dấu là lô V các bác nhé. Hôm nay thì toàn siêu phẩm nha các bác ạ. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên tổng cộng gồm 8 con. 8 con toàn hu hệ hu với estin thôi các bác nhé. Toàn là hệ hu với estin thôi. Hôm nay thì đánh dấu V1 này. Mã số ký tự nhá. V1 tới V8 các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có này, Estin 170C này các bác nhá. Hút mana 236, hút mana 136, hút mana 333. Đó, Estin 020, Estin 021, Estin 026 và Estin 024 các bác nhá. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên lô này là có cả cưa khai thác lẫn cưa gia đình cho các bác luôn. Khai thác tầm trung cũng có các bác nhá. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em là có báo giá tất cả trên video rồi. Các bác vui lòng xem kỹ video giúp em tham khảo với các bác nào mà ưng ý con nào rồi. Tua đi tua lại xem trực tiếp cho các bác. Các bác xem kỹ càng nhất rồi các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhé. Còn nói chung là lô cửa hàng con này thì toàn siêu phẩm nữa các bác ơi. Con nào cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Vẫn như mọi khi cam kết cho các bác là máy móc nguyên zin, tình trạng nguyên zin nguyên bản. Nên là các bác không phải lăn tan gì cực. Máy móc của cửa hàng chúng em các bác nhá. Đó, còn cái này thì trên video thì các bác chỉ cần quan trọng là các bác thích hay không thôi. Còn cam kết cho các bác máy móc nguyên zin, tới tay các bác sử dụng thì bao cho các bác là nổ dọn nổ ngon lành hết các bác nhá. Đấy, hôm nay là lễ hên hệ cưa Estin. Quá đẹp đúng không các bác? Này có 3 con hu thì cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Và Estin hôm nay thì có mấy con cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Làm xích đầy đủ nguyên zin nguyên bản theo máy hết các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có đây Estin 170C tích hợp trụ giật trợ lực, máy móc tình trạng quá đẹp rồi. Chất lượng đúng không các bác? Hai ốc lam. Bạn trực tiếp bằng khóa 19 này, làm xích nguyên zin cực kỳ đẹp các bác nhá. Làm xích nguyên zin của nó đấy ạ. Giá này là 3,4 triệu. Đó, máy móc quá đẹp. Hút mana 236 giá 3,6 triệu. Đó, hút mana 136 giá 3,1 triệu. Hút mana 333 giá 3 triệu các bác nhá. Humana, Estin 020 giá 3,4 triệu, Estin 021 giá 3,8 triệu, Estin 024 giá 4,9 triệu, Estin 026 giá 6 triệu các bác nhá. Và Estin 024 giá 4,9 triệu các bác. Này là logo là có hai con này là cưa khai thác này. Hai con này là cưa khai thác, còn mấy hệ Estin 021, Estin 020 là khai thác tầm trung các bác nhá. Còn hệ bên dưới này là hệ cưa gia đình đây. Đó. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay lại cũng như là test nổ từng con một giới thiệu để cho nó video có thể nhanh gọn lẹ nhất các bác nhá. Cửa hàng chúng em thì vẫn là tiêu chí quay video nhanh gọn lẹ nhưng mà cam kết vẫn đầy đủ thông tin, không có dài dòng quá để tránh các bác xem video có thể mất nhiều thời gian các bác nhá. Còn các bác nào mà cần tư vấn thêm hoặc là các bác mà đã ưng ý rồi trên video coi kỹ rồi mà muốn đặt hàng rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Các bác ở đâu thì cửa hàng chúng em có thể ship được hết, ship đến tận nhà cho các bác luôn. Cam kết là các bác chốt con nào trên video cửa hàng chúng em sẽ gửi đúng như con trên video gửi cho các bác. Nên là các bác không phải lăn tăn là bảo là đặt con này rồi gửi con khác mà lừa đảo là cửa hàng chúng em thì không có chuyện như thế đâu ạ. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Ôi, cửa hàng chúng em xin đặt máy quay xuống cũng như là để giới thiệu từng con một cho các bác xem qua. Dạ vâng, cây đầu tiên mở hàng cho video ngày hôm nay các bác nhá. Estin 170C. Con này nó là nòng 37 ly các bác nhá. Ký hiệu của cửa hàng chúng em là V1. Các bác nào mà ưng ý rồi muốn đặt hàng con này chỉ cần nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em là chốt cho anh con V1 chẳng hạn, là cửa hàng chúng em biết ngay là con 170C các bác nhá. Đấy, và báo giá trên video rồi là cửa hàng chúng em là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Toàn bộ những cái máy mà cửa hàng chúng em đã quay trên video này rồi ạ thì là đã bao gồm phí ship cho các bác hết rồi các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, và tặng kèm cho các bác là một típ mở buji, một chiếc rốp và một tô vít trình. Vẫn như mọi khi thôi ạ.
Rồi cả chúng em là đánh dấu là con này là con V1 này, Estin 170C. Các bác nhìn qua ốc làm của nó xem có VIP và chất lượng không ạ? Ốc ghét của nó thì còn trắng phau luôn các bác nhá. Hai ốc làm bạn trực tiếp bằng khóa 19, cực kỳ đẹp, nguyên zin hết. Cây làm nguyên zin, làm xích nguyên zin các bác nhá. Làm này mà các bác mà bảo lô thì em cũng chịu luôn đấy ạ. Tại vì mấy cái hệ làm này thì không bao giờ mà nó có sản xuất đâu ạ. Mới đâu ạ, chỉ có theo máy mới có thôi các bác nhá. Tình trạng máy móc nguyên zin hết cho các bác. Đây, quay phần này cho các bác xem qua này. Bên trong nội thất của nó các bác nhá, cực kỳ đẹp, máy móc đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm. Các bác thấy có ưng ý chưa ạ? Một con máy siêu VIP. Những cái dòng máy bãi này này các bác, thì khi mà máy đẹp thì thường thường nó sẽ cao hơn 1 đến 200 ngàn các bác nhá. Nên là các bác không có thể so sánh mà bảo là giá như thế này, giá như thế kia được. Bởi vì cửa hàng chúng em hiện tại là dòng 170C mà máy móc xấu hơn thì cửa hàng chúng em vẫn có bán rẻ hơn các bác nhá. Còn con này thì máy móc thì cực kỳ VIP rồi các bác. Tiền nào của đấy đúng không các bác? Chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ. Giá 3,4 triệu cho một chiếc V1. Rồi kế đến là con V2 các bác nhá, một con cưa hút mana. Máy móc tình trạng thì đẹp 99% các bác nhá. Máy móc như thiếu thùng luôn các bác ơi. Con này là công suất của nó là 38cc, cân nặng đầu máy không là 4,7kg các bác nhá. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên này các bác. Có tích hợp sẵn cho các bác là núm bơm xăng phụ luôn, trục giật, trục trợ lực lò xo. Máy tổng thể cho các bác xem qua nhé. Nguyên zin nguyên bản, máy móc cực kỳ đẹp, làm xích nguyên zin. Cả hai chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Sử dụng rất là nhiều các bác nhá. Đây, tem mác của nó đây. Sản xuất năm 2011, hàng hút mana Sweden các bác nhá. Là dòng bãi sản xuất tại Thụy Điển chứ không phải là hàng nhái, hàng lô hay hàng giả gì đâu ạ. Cam kết cho các bác luôn. Dạ vâng, kế đến là con V3 các bác nhá. Hút mana 136. Con này thì công suất của nó là 36cc. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây nhá, các bác vui lòng xem qua giúp em ạ. Máy móc tình trạng vẫn như mọi khi thôi, nguyên zin nguyên bản. Giá con này là 3,1 triệu các bác nhá. Cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Hai ốc làm bạn trực tiếp bằng khóa 13, làm xích thì nguyên zin của nó hết các bác nhá. Nhạy nổ đúng không các bác? Giá con này là 3,1 triệu các bác nhá. Công suất của nó là 36cc. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản, nóng hơi cứng cáp, máy móc chưa bung chạm gì cả. Dạ vâng, kế đến là hút mana 333 các bác nhá. Con này công suất của nó là 35,2cc,
nhưng mà vòng tua của này thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Hệ này thì nó là xài hệ 2 bạc nên là vòng tua của nó thì cực bốc. Đó, như mấy con V3 ấy thì công suất 36cc thôi nhưng mà nó mới có chỉ xài có một bạc thôi các bác nhá. Một bạc nên là vòng tua đôi khi lại không khỏe được bằng con này luôn. Đấy, mà máy cưa lại nhỏ nhẹ. Con này thì nếu mà cân nặng đầu máy cả máy thì lam xích vào nữa thì nó chỉ khoảng 4kg thôi các bác nhá. Còn như con V3 thì nó rơi vào tầm khoảng gần 5kg lận nếu mà cả lam xích các bác nhá. Nhẹ hơn được hẳn hơn 1kg. Tiếng máy của này xem vòng tua nó có khỏe không ạ? Cực kỳ rét máy luôn. Cho các bác nào mà máy móc về mà các bác sử dụng nhiều thì các bác nên lựa chọn như con như thế này các bác nhá. Bởi vì cắt đôi khi cả ngày không thấy xi nhê gì luôn các bác nhá. Dạ vâng, bây giờ thì qua hệ cưa khai thác tầm trung các bác nhá. Khai thác tầm trung trong lô này thì gồm có hai con là con V5 và con V6. Đấy, V5 là có một con Estin 020. Con này thì nòng của nó là cũng 40 ly các bác nhá, bằng với lại con Estin 02 con bằng với con V6 luôn, nòng cũng 40 ly. Nhưng mà con này thì giá cả thì nó ưu tiên hơn, rẻ hơn một tí xíu các bác nhá. Máy móc thì nhẹ hơn. Đây, Estin 020. Chiếc máy cưa xích mang thương hiệu của Đức. Cực kỳ bền cho các bác luôn. Máy móc cực kỳ chất lượng rồi. Giá con này là 3.400.000 các bác nhắc, nguyên zin nguyên bản. Cực kỳ VIP luôn. Đẹp đúng không các bác? Giá 3.400.000 các bác nhá. Dạ vâng, tiếp tục là con V6 các bác nhá, một con Estin 021 hàng made in Germany các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Z. Giá con này là cửa hàng bán với giá là 3.800.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện hai ốc lam nguyên zin của nó. Bạn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Giá 3.800.000 cho một chiếc máy cưa Estin 021. Dạ vâng, ngoài trời thì nó giờ tự sao nó nắng thế. Nên là chúng em xin phép sách vào đây để quay nốt cho các bác con V7 các bác nhá. Con này là Estin 026 này. Bây giờ qua cái máy cưa khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Estin 026 hệ đời đầu luôn các bác nhá. Công suất của con này là 48,7cc. Làm tròn thành 49cc các bác nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này thì có thể kéo lên 57 vô tư luôn. Đấy, các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa khai thác chuyên nghiệp thì các bác tham khảo từ con này các bác nhá. Hệ đời đầu của nó thì bao vít cho các bác luôn rồi. Tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Là lốc và lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc nguyên zin là lốc nhôm. Máy móc nguyên zin nguyên bản hết cho các bác. Về đảm bảo cho các bác sử dụng con này thì chịu lực rất là tốt. Nó tích hợp nó là lốc nhôm luôn nên là về sử dụng có cái cả ngày là không phải xi nhê gì cả. Đó. Cả ngày các bác nếu mà cái bác lựa chọn mà về sử dụng rất là nhiều thì các bác nên lựa chọn mấy cái sử dụng lốc nhôm như thế này. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe nữa. Thắng xích thì xây sử dụng đầy đủ nguyên.
là Estin 026, cửa hàng bán với giá là 6 triệu đồng. Cửa hàng chúng em cũng miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là con V8. Con này là 024 các bác nhé. Công suất thì nhỏ hơn con V7 một tí xíu. Công suất con này thì có 42cc thôi, nhưng mà vẫn tích hợp là lốc nhôm các bác nhé. Hệ cưa Estin đời đầu. Cái này là phần cao su các bác nhá. Phần này nó theo máy của nó đấy ạ, chứ không phải là cửa hàng chúng em độ chế gì đâu các bác nhá. Đó, này nó giúp là giống như kiểu là bụi bặm thì nó không thể vào được cái khe để phần vào cái phần bộ chế hòa khí lọc gió này các bác nhá. Đấy. Giá con này thì cửa hàng bán với giá là 4.900.000. Cửa hàng chúng em cũng miễn phí ship và tặng cả phụ kiện cho các bác nhu cầu không nhỏ nhỏ một tí xíu. Con này thì công suất của nó bằng với lại là con 250 Estin 250 đời mới như bây giờ các bác nhá. Vẫn tích hợp của nó là lốc nhôm các bác. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Cực kỳ ngon lành, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Ở kết thúc video ngày hôm nay là tổng cộng lô là gồm 8 con. Đó, có báo giá hết chi tiết cho các bác rồi. Các bác nào mà ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhé. Cửa hàng chúng em thì ship code toàn quốc cho các bác luôn. Các bác chỉ cần để lại ký hiệu cho cửa hàng chúng em này. Cửa hàng chúng em đã đánh dấu ký hiệu từng con một ở trên máy rồi. Và báo giá hoàn toàn, giá ở trên máy là cửa hàng chúng em báo đã hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác nhé các bác nhé. Và các bác hoàn toàn yên tâm. Khi hàng tới các bác không cần phải thanh toán bất kỳ thêm chi phí nào cả. Các bác nào sử dụng Zalo muốn tham khảo thêm thì hãy kết bạn qua Zalo cho em. Cửa hàng chúng em vẫn sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhé. Thôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.